vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Ăn Ngon Sống Khỏe Mỗi Ngày Vui. Cô Thảo ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị khán giả một món ngon bất ngờ nào đây cô? Bình thường thì Tuyết Vinh rất là có nhiều sáng kiến mà, thử gợi ý cho cô một món coi nè. Em chợt nhớ là em rất là thích ăn thức ăn nhanh. Hay là cô chỉ em vài chiêu để em có thể chế biến được thức ăn nhanh ngon như là ở ngoài tiệm đi cô? Có ngay, đảm bảo là một món ăn nè, chế biến với nguyên liệu dễ tìm mà chế biến trong tích tắc nữa, đảm bảo tiêu chí là ngon, bổ, rẻ. Chà, hấp dẫn quá, em đang sẵn sàng thọ giáo bí kíp của cô rồi đây. Trong món ăn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện một món ăn được chế biến từ gà, chế biến nhanh chóng thuận tiện cho một cái bữa cơm trưa ở văn phòng rất là nhiều, và hương vị thì mới lạ nữa, đảm bảo là không đụng hàng với bất kỳ một cái tiệm ăn nhanh nào ở ngoài đâu. Đó là món gà chiên sa tế sốt mayonnaise. Để thực hiện món ăn này thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng nửa ký má đùi gà, nước hành, nước tỏi, sa tế tôm, sả băm, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Giai đoạn đầu tiên thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị phần nguyên liệu chính. Trong phần nguyên liệu này thì Dự Thảo đã chuẩn bị cái phần nguyên liệu chính, đó là thịt má đùi gà. Sở dĩ chúng ta sử dụng má đùi gà đó vì đây là một cái lựa chọn rất là tốt để chúng ta làm món ăn này. Thịt má đùi gà thì vừa rẻ nè, lại vừa ngon, tại vì thịt không bị khô xát mà lại ít xương, nhiều thịt, cho nên chúng ta dùng để chế biến món ăn này thì rất là phù hợp. Chúng ta sẽ ướp thịt. Quý vị khán giả sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh nước hành tím, 2 muỗng canh nước tỏi. Kế đó chúng ta lại tiếp tục cho khoảng 2 muỗng canh sa tế tôm vào. Để món ăn này thơm ngon thì việc lựa chọn những cái nguyên liệu và gia vị rất là quan trọng. Khi chúng ta cho nước hành, nước tỏi và đặc biệt sa tế thì quý vị khán giả chọn loại sa tế tôm á, thì hương vị nó sẽ thơm hơn rất là nhiều và nó dậy nên cái mùi vị đặc biệt cho món ăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cho vào khoảng 1 muỗng canh sả băm nè, 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon vào. Và tất cả chúng ta sẽ trộn lên cho thật đều những cái gia vị này. Và chúng ta để khoảng chừng 30 phút thì gia vị sẽ thấm vào thịt và chúng ta có thể bắt đầu tiếp tục chế biến được rồi. Bây giờ thì quý vị khán giả sẽ đặt một cái chảo lên bếp, chúng ta chuẩn bị để mà chiên gà. Tuy nhiên chúng ta sẽ không chiên ngập dầu là vì trong cái nguyên liệu trong đây chúng ta đã ướp các nguyên liệu là có sa tế nè, có sả. Thì quý vị khán giả nên dùng cái phương pháp áp chảo, chúng ta cho ít dầu vào thôi và chúng ta áp chảo để cho cái phần gà này vàng hai mặt. Trong trường hợp chúng ta không thích chiên áp chảo, chúng ta có thể sử dụng phương pháp nướng. Quý vị khán giả sẽ nướng cái phần má đùi gà này lên trên bếp than, sẽ làm cho thịt gà cũng rất là thơm và ngon. Em nghĩ là nướng thì sẽ thơm hơn rất là nhiều đó cô. Khi mà chiên cái món gà này á thì mình có cần lưu ý là lửa phải lớn hay là nhỏ không? Tại vì thông thường khi mở nhà chiên đùi gà thì em hay bị cháy vàng ở bên ngoài, nhưng mà cái phần xác xương bên trong thì nó vẫn còn đỏ đỏ, đôi khi còn vân máu nữa. Đúng là khi chúng ta làm các món ăn từ gà đó thì quý vị khán giả rất là dễ bị cái tình trạng là chúng ta áp chảo hoặc là chiên ở phía bên ngoài thì là chín vàng, nhưng mà phía bên trong thì còn cái màu đỏ. Khi mà chúng ta ăn chúng ta cảm thấy không ngon miệng. Tuy nhiên nếu mà khắc phục được cái hiện tượng đó thì cũng rất là dễ dàng thôi. Thứ nhất á, chúng ta sử dụng má đùi gà. Do má đùi gà ít xương á, thì quý vị khán giả sẽ rút bỏ cái phần xương đi và nó chỉ còn nạc thôi, cho nên cái miếng thịt nó rất là mỏng như thế này, sẽ không bị tình trạng đó. Thứ hai nữa là khi chúng ta chiên á, thì quý vị khán giả lúc đầu cho vào thì chúng ta để lửa lớn để cho cái bên ngoài nó sẽ săn chín ngay. Nhưng mà sau đó chúng ta sẽ để lửa riu riu để áp chảo từ từ thôi, thì là nó sẽ chín từ trong ra ngoài rất là kỹ. Như vậy sau khi mà chúng ta áp chảo khoảng chừng 7 phút nè, bây giờ những cái miếng thịt đã bắt đầu có một cái lớp vàng nâu ở phía bên ngoài rất là đẹp và thịt đã rất là săn lại. Thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho thêm vào khoảng 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo vào. Tại sao mình không cho lúc mà mình ướp gia vị với thịt gà mà lại cho vào lúc này vậy cô? Tại sao chúng ta cho vào cuối cùng là vì cho vào cuối cùng như vậy thì sốt mayonnaise sẽ giữ được cái hương vị thơm ngon của món ăn và món ăn của chúng ta sẽ có cái hương vị rất là đặc biệt. Dạ. Và bây giờ khi mà chúng ta đã cho vào rồi thì chúng ta bày ra dĩa. Dạ. Và bây giờ thịt gà cô đã bày ra dĩa rồi nè, trang trí thêm một cái cọng ngò rí lên trên nữa. Còn lại tất cả phần này là của em. Tùy Tuyết Vinh thôi, nếu mà có thể ăn hết được thì cô cũng xin mời. Em cảm ơn cô Thảo rất là nhiều, mà cô biết không, với món ăn này thì chắc chắn là chỉ cần nhìn thấy màu sắc thôi thì ai cũng muốn thưởng thức. Thịt gà rất là mềm và thơm vị sa tế và mayonnaise.
vị thì khỏi chê luôn cô Thảo ơi, rất là vừa ăn. Mà em đảm bảo là cô có cho em một nồi cơm với một dĩa dài như thế này em cũng sẽ ăn hết luôn. Kính thưa quý vị khán giả, đây là một món ăn rất là tiện dụng, chúng ta có thể làm rất là nhanh trong một thời gian ngắn, có ngay một cái món ăn để mà chúng ta có thể sử dụng vào bữa cơm trưa. Cảm ơn cô Thảo rất là nhiều đã giúp cho tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là những người thường xuyên bận rộn, có thêm một sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa ăn của mình. Và quý vị thấy không, chúng ta chỉ cần thêm một vài gia vị thôi thì đã có thể biến một nguyên liệu truyền thống trở thành một món ngon chỉ trong chốc lát. Và Tuyết Vinh cũng tin rằng với món gà chiên sa tế súp mayonnaise này thì tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể ăn ngon, sống khỏe và mỗi ngày vui. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Quý vị khán giả thân mến, sau khi đã thực hiện thành công món ăn này rồi thì quý vị đừng quên chia sẻ cảm nhận của mình với tất cả chúng tôi bằng hai cách quen thuộc, đó là gửi thư đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083-823-7557. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.